Ngày 11 tháng 5, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người, đốt xác phi tang, sau đó tạo hiện trường giả xảy ra tại huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông vào ngày 4 tháng 5 vừa qua. Đây là vụ án nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Theo Công an tỉnh Đắk Nông, sau 6 ngày tích cực điều tra, ngày 10 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ nghi can trong vụ án giết người tạo hiện trường giả là Đỗ Văn Minh, 49 tuổi, chú thôn Tân Đức, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, bí thư đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, Minh từng giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hà, huyện Lâm Hà. Nghi can bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Qua đấu tranh ban đầu, Minh khai nhận là thủ phạm giết người, đốt xác phi tang và tạo hiện trường giả. Trước đó vào khoảng 5 giờ ngày 4 tháng 5, trên quốc lộ 28 đoạn qua xã Đắk Som, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông, người dân phát hiện chiếc xe bán tải hiệu Mazda BT50, biển kiểm soát 51C71570 bị cháy trơ khung. Bên trong xe, tại vị trí lái xe, một thi thể bị cháy biến dạng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã xác định được người có liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này là Đỗ Văn Minh, chủ xe. Thi thể cháy rụi trong chiếc xe ô tô là Trần Nho Vương, 25 tuổi, cháu ruột của vợ Minh. Cũng theo Công an tỉnh Đắk Nông, Đỗ Văn Minh được xác định đang nợ hơn 10 tỷ đồng và không đủ khả năng trả nợ. Minh mua bảo hiểm nhân thọ với số tiền lớn và tìm cách ngụy tạo chứng cứ để được bồi thường số tiền khoảng 20 tỷ đồng.